Hãy tưởng tượng bạn mới 18 tuổi vừa bước vào một trong những đội bóng lớn nhất thế giới và đối mặt với những cầu thủ mà bạn chỉ từng thấy trên TV. Áp lực tất nhiên rồi, nhưng với Enrique, chàng trai trẻ của Real Madrid, mọi chuyện lại khác hẳn. Cậu ấy không chỉ đón nhận áp lực mà còn biến nó thành cơ hội để tỏa sáng từ những cú sút đầy táo bạo, những khoảnh khắc khiến đồng đội phải thót tim đến việc phá vỡ các kỷ lục lịch sử Real. Enrique đang viết nên một câu chuyện đầy bất ngờ và thú vị. Nhưng điều gì làm nên khác biệt ở chàng trai này? Tại sao giữa một dàn sao như Vinicius, Mbappe, cậu ấy vẫn có thể tự tin tỏa sáng? Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng lắng nghe những câu chuyện đầy ấn tượng về cậu nhóc Brazil này và tại sao Enrique lại được mệnh danh là Lucky Boy của Real Madrid. Hãy chuẩn bị tinh thần vì những gì sắp tới có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Ok, bắt đầu với một câu chuyện mà bất cứ ai cũng sẽ thốt lên. Cậu này có chút liều quá không? Trong trận đấu gần đây, Real Madrid đang tấn công đầy tốc độ với hai siêu sao là Mbappe ở bên trái và Vinicius ở bên phải. Bạn nghĩ Enrique, một cậu nhóc mới 18 tuổi sẽ làm gì khi có trong tay sự lựa chọn dễ dàng là chuyền bóng cho một trong hai đàn anh để ghi bàn? Nhưng không, cậu nhóc quyết định tự xử bằng cú sút xa. Nghe có vẻ hơi táo bạo đúng không? Nhưng cái kết lại không tưởng. Điều gì đã khiến Enrique có thể dám thử một pha bóng như vậy trong một đội hình đầy sao? Đó là sự tự tin, là lòng can đảm mà cậu ấy đã thể hiện ngay trên sân cỏ. Cùng xem quyết định đó có làm Ancelotti và đồng đội cười hay căng thẳng ra sao nhé. Trong chiến thắng 3-1 của Real Madrid trước Stuttgart tại Champions League, quyết định sút bóng của Enrique đã trở thành tâm điểm bàn tán. Ở thời điểm đó, cầu thủ trẻ sinh năm 18 tuổi này đang dẫn bóng trong một pha phản công nhanh từ giữa sân với Kylian Mbappe bên trái và Vinicius Junior bên phải. Và cả hai đều không bị kèm, với hai hậu vệ Stuttgart cố gắng theo sát ngăn chặn, Enrique đứng trước sự lựa chọn, chuyền cho một trong hai người đàn anh đẳng cấp hơn, kinh nghiệm hơn hoặc tự mình tung cú sút. Và cuối cùng, chàng trai được gọi là thần đồng Brazil quyết định thực hiện một cú sút từ xa, khiến thủ môn Alexander Nubel chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá được. Điều này ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi, bởi lẽ với hai ngôi sao như Mbappe và Vinicius ở vị trí thuận lợi hơn, việc chuyền bóng có thể là giải pháp an toàn và có khả năng thành bàn cao hơn. Tuy nhiên, chính quyết định táo bạo của Enrique đã giúp anh ghi bàn. Sau trận đấu, Carlo Ancelotti đã không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ dành cho Enrique, khẳng định rằng quyết định của cậu ấy là đầy bản lĩnh và đáng khen ngợi. Ông nói, cậu ấy có bản lĩnh, Enrique đã thể hiện sự can đảm. Đó là pha bóng cuối cùng của trận đấu và cậu ấy tin chắc rằng mình sẽ ghi bàn. Cậu ấy chọn giải pháp khó nhất, nhưng kết quả thì rất tốt. Chỉ trong 2 ngày, cậu ấy đã cho thấy mình dũng cảm trong mọi vấn đề. Không chỉ Carletto, cả Thibaut Courtois cũng chia sẻ sự hài hước khi nói về tình huống này. Nếu cậu ấy sút trượt, chắc chắn Mbappe và Vini sẽ giết cậu ta. Nhưng nếu cậu ấy có đủ tự tin để sút, thì đó cũng sẽ là một cú sút rất mạnh. Và khi cậu ấy ghi bàn, thì tất cả đều phải im lặng. Đó là một cậu bé với rất nhiều phẩm chất. Điều đó thể hiện cá tính của cậu ấy. Quả thật, quyết định này thể hiện không chỉ sự tự tin mà còn là tiềm năng của Enrique. Ở tuổi 18, khi đứng trước áp lực lớn và sự hiện diện của những siêu sao tầm cỡ như Mbappe và Vinicius, rất ít cầu thủ trẻ dám đưa ra một quyết định mạo hiểm như vậy. Nhưng Enrique đã không ngần ngại. Bản thân Enrique cũng tự tin chia sẻ sau trận. Tôi đã nghĩ đến chuyện chuyền bóng cho Vini ở lần đầu tiên, nhưng sau đó tôi cảm thấy lựa chọn tốt nhất là sút bóng và nó đã vào lưới. Lựa chọn này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều trong những ngày tới. Dù gây ra tranh cãi, nhưng quyết định của Enrique đã chứng minh rằng đôi khi dũng cảm và tin tưởng vào bản thân có thể mang lại những thành công ngoài mong đợi. Thế mới nói đôi khi sự liều lĩnh lại mang đến thành công ngoài mong đợi. Enrique không chỉ ghi bàn mà còn ghi danh vào lịch sử Real Madrid với bàn thắng đó. Nào ai có thể ngờ được một cậu bé mới 18 tuổi có thể phá kỷ lục của huyền thoại Raul. Đúng rồi, Enrique bây giờ chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Real Madrid tại Champions League. Và không phải chỉ là một bàn thắng bình thường đâu nha. Và đó là cú sút giúp Enrique chính thức bước vào ngôi đền của những huyền thoại Real. Nhưng điều thú vị là cậu ấy không phải là cầu thủ đầu tiên của Real tạo nên dấu ấn ở độ tuổi này. Vậy danh sách những siêu trẻ ghi bàn cho Real Madrid có ai nữa? Raul, Vinicius, Rodrigo, hãy xem Enrique có gì chung với họ nhé. Enrique với bàn thắng vào lưới của Stuttgart tại UEFA Champions League đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử của Real Madrid khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho câu lạc bộ tại đấu trường danh giá này. Ở tuổi 18 và 58 ngày, thần đồng người Brazil đã phá kỷ lục của huyền thoại Raul Gonzalez, người từng giữ danh hiệu này suốt từ năm 1995 khi anh ghi hat-trick vào lưới của Ferenc Varos ở tuổi 18 và 113 ngày. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Enrique mà còn là dấu ấn cho thấy tiềm năng và tương lai sáng lạn của cầu thủ trẻ này tại Santiago Bernabeu. Nhìn vào danh sách những cầu thủ trẻ từng ghi bàn cho Real Madrid tại Champions League,
Ngoài Endrick và Raul, hay Nicopas đã chuyển đến thi đấu cho Como tại Serie A. Các tên tuổi khác như Rodrigo, Vinicius Junior và Sergio Ramos đều là những ngôi sao xuất sắc và có ảnh hưởng lớn đến thành công của đội bóng Hoàng gia. Rodrigo với bàn thắng vào lưới của Galatasaray khi mới 18 tuổi đã dần trở thành một trong những mảnh ghép quan trọng cho hàng công của Los Blancos, trong khi Vinicius Junior, người ghi bàn vào lưới của Club Brugge ở tuổi 19, hiện đang là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Anh cũng chính là chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa giải trước. Còn Sergio Ramos, không cần phải nói quá nhiều, tứ ca nổi tiếng với khả năng ghi bàn và tầm ảnh hưởng khổng lồ trên sân mà anh đã thể hiện trong suốt thời gian dài khoác áo đội bóng Hoàng gia. Đặc biệt, không thể không nhắc đến Raul Gonzalez, người mà Endrick vừa phá kỷ lục. Chân sút có biệt danh chúa nhẫn không chỉ là một biểu tượng của Real mà còn là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất bóng đá thế giới từng sản sinh. Tầm ảnh hưởng của anh còn kéo dài ngay cả khi đã giải nghệ, khi Raul tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thế hệ cầu thủ trẻ tại câu lạc bộ. Endrick với bàn thắng lịch sử này đã chứng tỏ bản lĩnh của mình ngay từ khi mới chập chững khoác lên mình màu áo Hoàng gia. Mặc dù chưa có nhiều thời gian thi đấu do phải cạnh tranh với những ngôi sao lớn trong đội hình của Real Madrid, nhưng thần đồng người Brazil đã cho thấy anh không hề e ngại và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nó đến. Mốc son đầu tiên tại Champions League này không chỉ là điểm sáng trong sự nghiệp của Endrick mà còn là lời khẳng định về tiềm năng vô hạn của cầu thủ trẻ. Như cách mà anh đã phá kỷ lục của Raul, người ta có thể kỳ vọng rằng chính chàng trai này sẽ tiếp tục vượt qua những cái tên vĩ đại khác trong lịch sử của Real Madrid, qua đó viết tiếp trang sử hào hùng của đội bóng Hoàng gia và không loại trừ khả năng anh sẽ trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mà Real Madrid từng sản sinh. Có thể bạn nghĩ, ừ thì ghi bàn hay đấy, nhưng Real Madrid đầy dãy sao số, liệu Endrick có trụ lại được lâu không? Đó là câu hỏi rất đáng suy ngẫm, đặc biệt khi chơi cho đội bóng lớn như Real, nơi mà mỗi vị trí đều là cuộc chiến. Nhưng Endrick không chỉ đến Bernabeu với mong muốn thi đấu, mà cậu ấy còn có kế hoạch dài hạn. Trong một môi trường khốc liệt, cậu nhóc này biết rằng kiên nhẫn là vàng, và quan trọng hơn là học hỏi từ những siêu sao như Mbappe, Vinicius hay Bellingham. Endrick biết rõ rằng, nếu muốn đứng vững ở Real, cậu phải hiểu cách biến mỗi cơ hội nhỏ nhất thành cú sút quyết định như cậu đã làm cho Stuttgart. Liệu tinh thần này có giúp Endrick trụ vững tại Bernabeu? Hãy cùng xem tiếp nào! Tại Real Madrid, nơi mọi vị trí trên sân đều là cuộc chiến cam go, đặc biệt là đối với một cầu thủ trẻ như Endrick, việc tìm kiếm cơ hội ra sân không hề dễ dàng. Nhưng Endrick, chàng trai trẻ đến từ Brazil, đang thể hiện nhiều khía cạnh tích cực để chứng minh mình có thể tồn tại giữa dàn sao ở Bernabeu. Ngay từ khi gia nhập Real Madrid, Endrick đã bộc lộ sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Trong trận đấu gặp Stuttgart tại Champions League, pha lập công của anh đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Real Madrid ở đấu trường châu Âu. Điều đáng chú ý là tình huống này đến từ một quyết định táo bạo, thay vì chuyền bóng cho Mbappe hay Vinicius trong một pha phản công. Endrick đã chọn sút từ xa từ ngoài vòng cấm. Đây không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là minh chứng cho sự quyết đoán, sự tự tin mà Endrick mang trong mình mỗi lần có mặt trên sân. Đối với một cầu thủ trẻ, sự tự tin này không chỉ giúp anh tỏa sáng mà còn giúp cho anh tạo dựng lòng tin từ huấn luyện viên Carlo Ancelotti và các đồng đội. Một trong những yếu tố giúp cho Endrick duy trì sự hiện diện tại Real Madrid chính là thái độ khôn ngoan trong việc quản lý sự nghiệp. Dù có nhiều tin đồn về việc ra đi trong kỳ chuyển nhượng vừa qua để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn, nhưng Endrick đã lựa chọn ở lại. Anh hiểu rõ rằng, tại một câu lạc bộ như Real Madrid, sự kiên nhẫn là yếu tố sống còn. Điều quan trọng không chỉ nằm ở kỹ năng bóng đá mà còn ở tinh thần cầu tiến của Endrick. Anh không chỉ chấp nhận vai trò kép phụ mà còn luôn sẵn sàng thi đấu khi được trao cơ hội. Trong mỗi phút ra sân, Endrick đều cố gắng chứng minh giá trị của mình, dù là trong những tình huống nhỏ nhất. Anh biết rằng con đường để trở thành một phần quan trọng của đội bóng không chỉ phụ thuộc vào số lần ra sân, mà còn là việc tận dụng triệt để mọi cơ hội mà anh có. Tinh thần này chính là điểm tương đồng giữa Endrick với những ngôi sao khác như Rodrigo hay Vinicius, những người đã từng trải qua giai đoạn khó khăn tương tự trước khi tỏa sáng rực rỡ. Một trong những lợi thế lớn của Endrick khi chọn ở lại Real Madrid chính là việc anh có cơ hội học hỏi từ các cầu thủ hàng đầu như Kylian Mbappe, Vinicius Junior hay Jude Bellingham. Thay vì tìm cách ra đi để được thi đấu nhiều hơn, Endrick khôn ngoan hiểu rằng việc học hỏi từ những ngôi sao này sẽ giúp anh phát triển toàn diện hơn. Họ không chỉ là những cầu thủ tài năng mà còn là những người đã từng trải qua giai đoạn khó khăn để khẳng định bản thân trong một đội hình đầy cạnh tranh. Endrick đang ở một môi trường lý tưởng để phát triển và anh biết điều đó. Endrick không chỉ sở hữu kỹ năng bóng đá xuất sắc mà còn có lòng dũng cảm để đối mặt với những thách thức lớn. Bàn thắng trong trận gặp Stuttgart là minh chứng rõ ràng cho tinh thần này. Dù phải đối mặt với áp lực từ sự hiện diện của những ngôi sao lớn, Endrick vẫn dám tự mình đưa ra quyết định và thể hiện bản thân. Điều này không chỉ giúp anh ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti mà còn tạo dựng được lòng tin từ các đồng đội. Tại Real Madrid, nơi sự cạnh tranh khốc liệt không cho phép bất kỳ cầu thủ nào dừng lại, Endrick đang thể hiện những phẩm chất cần thiết để tồn tại và phát triển. Sự tự tin,
Thái độ cầu tiến và tinh thần kiên trì của anh là nền tảng vững chắc để chàng trai trẻ này tiến xa hơn trong sự nghiệp. Như những người tiền nhiệm Vinicius và Rodrigo, Endrick hiểu rằng thời gian và sự nỗ lực không ngừng sẽ mang lại trái ngọt. Dù cơ hội còn hạn chế, nhưng với những gì đã thể hiện, Endrick đang đi đúng hướng để trở thành một phần không thể thiếu của Real Madrid trong tương lai. Vậy là chúng ta đã đi qua những khoảnh khắc đỉnh cao của Endrick, từ việc ghi bàn quyết định trong trận gặp Stuttgart đến phá kỷ lục lịch sử Raul. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu thôi, với sự tự tin và tinh thần học hỏi không ngừng, cậu nhóc này đang xây dựng từng bước một để trở thành một trong những ngôi sao sáng của Real Madrid trong tương lai. Tất nhiên con đường phía trước vẫn còn dài và đầy thử thách, nhưng nhìn vào cách mà Endrick đối mặt với áp lực, không khó để hình dung rằng chúng ta sẽ còn thấy cậu ấy tỏa sáng nhiều hơn nữa trong màu áo trắng. Liệu Endrick sẽ tiếp tục viết tiếp những chương mới của lịch sử Real? Hãy chờ xem, vì hành trình của Lucky Boy này chỉ mới bắt đầu thôi.